Hội nông dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân lần thứ 11, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của hội trong 5 năm qua và đề ra định hướng hoạt động hội từ nay đến năm 2023. Trong nhiệm kỳ qua, Hội nông dân huyện Hóc Môn đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên nông dân hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước và các phong trào do Trung ương hội và Thành hội phát động. Tiêu biểu có phong trào nông dân tham gia xây dựng và phát triển nền nông nghiệp đô thị, tổ chức 53 chuyến tham quan học tập về mô hình du lịch sinh thái, trồng rau an toàn, trồng hoa kiểng với sự tham gia của hơn 2.100 lượt hộ nông dân. Từ đó thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện ngày càng phát triển với hơn 1.850 hộ. Trong nhiệm kỳ mới, đại hội đặt mục tiêu 90% hội nông dân xã, 80% chi tổ hội đạt danh hiệu vững mạnh, hàng năm có trên 60% hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi các cấp.